Xin chào các bạn. Sau đây tôi muốn chia sẻ với các bạn quy trình giám sát thang máy vận chuyển hàng hóa. Trước tiên chúng ta phải kiểm tra xem hàng hóa của khách vận chuyển có đúng với cả đăng ký yêu cầu của với ban quản lý hay không. Và tập trung vào một chỗ trước khi đưa vào thang máy để vận chuyển lên trên tầng. Đối với những hàng cầu kênh và nặng thì chúng ta yêu cầu khách hàng giải những tấm lót hoặc tấm thảm để bảo vệ trên cạnh của thang máy. Kiểm tra bên trong thang máy. Bên trong thang máy cũng phải được giải tấm lót để bảo vệ thang và các viền xung quanh của thang. Tiếp đó chúng ta có thể cho phép khách hàng vận chuyển đồ vào trong thang để vận chuyển lên căn hộ. Kỹ thuật sẽ giúp khách hàng vận chuyển thang lên tầng mà khách hàng yêu cầu. Lên được địa điểm yêu cầu của khách thì chúng ta có thể cho hàng từ trong cabin của thang ra ngoài sảnh thang máy và yêu cầu khách hàng để gọn gàng để tránh làm ảnh hưởng đến các cư dân xung quanh. Trên đây tôi vừa giới thiệu với các bạn quy trình giám sát thang máy vận chuyển hàng hóa. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.